Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý vị. Quý vị đang đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự Online. Chương trình thời sự hôm nay, thứ ba ngày 3 tháng 5 năm 2022, tức ngày 3 tháng 4 năm Nhâm Dần, có những tin tức Phật sự đáng chú ý như sau. Quảng Nam, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp rà soát công tác tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566. Thành phố Hồ Chí Minh, lễ nhập kim quan Cố Hòa Thượng Thích Tâm Đăng. Bình Thuận, trang nghiêm tuần trung thất Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Tánh. Quảng Ngãi, lễ chú nguyện rót đồng đúc Đại Hồng Chung tại chùa An Sơn. Quảng Nam, ấm lòng bữa cơm không đồng giữa thành phố Tam Kỳ. Phật giáo quốc tế, trung tâm thiền đầu tiên được thành lập ở Ireland. Sau đây kính mời Chư Tôn Đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng qua ngày 2 tháng 5 năm 2022, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, chùa Đạo Nguyên, thành phố Tam Kỳ, Chư Tôn Đức, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã có phiên họp rà soát lại công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Cuộc họp đặt dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Tại cuộc họp, Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã thảo luận rà soát về công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật Đản, phân công các vị lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tham dự Đại lễ Phật Đản tại các huyện thị, đặt vòng hoa viếng nghĩa trang anh hùng liệt sĩ, tặng quà cho người nghèo, học bổng cho học sinh. Lễ chính thức của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh được diễn ra vào lúc 17:30 ngày rằm tháng 4 nhằm ngày 15 tháng 5 2022 tại chùa Đạo Nguyên. Cũng tại cuộc họp, Chư Tôn Đức thảo luận về công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 trên tinh thần chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thông báo kết luận số 181 ngày 21 tháng 4 năm 2022. Thông qua danh sách tấn phong Chư Tăng Ni tỉnh Quảng Nam lên hàng giáo phẩm năm 2022. Chiều cùng ngày 2 tháng 5, tại chùa Phước Bửu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tông môn pháp phái và môn đồ đệ tử đã trang nghiêm làm lễ cung thỉnh nhục thân của Hòa thượng Thích Tâm Đăng nhập kim quan. Quang lâm chứng minh và cầu nguyện có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh, Trưởng ban Tổ chức lễ tang, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, quận Bình Thạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni các tự viện và đông đảo Phật tử gần xa về tham dự. Mở đầu buổi lễ, đại diện môn đồ pháp quyến đã dâng lời tác bạch cung thỉnh Đại Tăng Quang Lâm Giác Linh Đường tụng kinh cầu nguyện cho Giác Linh Hòa Thượng Ân Sư Tân Diên Tịch được cao đăng Phật quốc. Quang Lâm Giác Linh Đài cùng đối trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà, Chư Tôn Hòa Thượng chứng minh niêm hương bạch Phật, tụng thời Bát Nhã Tâm Kinh và nhất tâm cầu nguyện để nhờ tha lực từ bi của chư Phật tiếp dẫn Giác Linh của Hòa Thượng cao đăng thượng phẩm quả chứng vô sanh. Tại đây, Chư Tôn Đức chứng minh đã chú nguyện và cử hành nghi thức sái tịnh linh đài, kim quang và nhục thân của Hòa Thượng Thích Tâm Đăng. Tâm niệm kính tiết vô hạn, môn đồ đệ tử đã cung thỉnh nhục thân Hòa Thượng Ân Sư rời phương trượng để nhập vào kim quang nơi Giác Linh Đài, trong tiếng niệm Phật đồng thanh của Tăng Ni Phật tử tham dự. Theo cáo phó, Hòa Thượng Thích Tâm Đăng, cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh, viện chủ chùa Phước Bửu, do niên cao lập trưởng, Hòa Thượng đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 19:15 ngày 1 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày 1 tháng 4 năm Nhâm Dần, tại chùa Phước Bửu, số 385/8 Bùi Đình Túy, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, trụ thế 81 năm, hạ lạp 38 năm. Sau lễ nhập kim quang, lễ viếng sẽ bắt đầu lúc 16 giờ cùng ngày. Lễ truy niệm và phụng tống kim quang chính thức cử hành lúc 5 giờ ngày 5 tháng 5 năm 2022, nhằm mùng 5 tháng 4 năm Nhâm Dần, sau đó trà tì tại đài hỏa táng Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức.
Thưa quý vị, trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 5 năm 2022, tại chùa Phật Quang, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, một nhân từ chúng đệ tử đã trang nghiêm thiết lễ tuần trung thất, cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Tánh, thành viên hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, trụ trì chùa Phật Quang. Quang Lâm chứng minh tham dự có Hòa Thượng Thích Giác Minh, Hòa Thượng Thích Giác Sơn, Hòa Thượng Thích Minh Trí, đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thích Minh Nhật, trưởng Ban trị sự kiêm trưởng Ban tăng sự Phật giáo tỉnh, Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh và các huyện thị cùng tăng ni Phật tử và đại diện các cơ quan hữu quan trong tỉnh cùng về tham dự. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Tánh, họ Lê Quý Đình Thông, pháp danh Nguyên Đạt, pháp hiệu Thích Huệ Tánh, là thành viên Hội đồng chứng minh do Hội Phật giáo Việt Nam chứng minh Ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2012-2017 và 2017-2022, nguyên ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương do Hội Phật giáo Việt Nam năm 1982 năm 2012, nguyên trưởng Ban Hoằng pháp do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 1 đến nhiệm kỳ 6, trụ trì chùa Phật Quang, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, khai sơn chùa Phật Quang 2, xã Mang Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Thuận thế vô thường, trưởng lão Hòa Thượng viên tịch lúc 15 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 năm 2022, nhằm 13 tháng 2 năm Nhâm Dần, trụ thế 89 năm, hạ lạp 67 năm. Ngày 1 tháng 5 năm 2022, Ban tổ chức đã cung thỉnh Ban chứng minh và Ban kinh sư niêm hương Bạch Phật, Thượng Phan khai đàn chân tế Bạc Độ Bách Tính Hương Linh. Ngày 2 tháng 5 năm 2022, Chư Tôn Thiện Đức đã quang lâm giác linh đường dân hương tưởng niệm bậc Tổng Lâm Thạch Trụ của Phật giáo tỉnh nhà, sau đó cử hành nghi thức cung tiến giác linh. Dịp này, môn đồ pháp quyến cung thỉnh Chư Tôn Thiện Đức quang lâm trai đường chứng minh lễ trai tăng báo đáp ơn sư của môn nhân tứ chúng. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 5 vừa qua, tại Huỳnh Quy, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm ngũ thất trai tuần ni sư Thích Nữ Huệ Hoàng, nguyên viện chủ tịnh thất Huỳnh Quy. Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa Thượng Thích Huệ Hóa, Hòa Thượng Thích Giác Giàu, Hòa Thượng Thích Thiện Huệ, đồng chứng minh Ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Thích Minh Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng Ban Phật giáo tỉnh Sóc Trăng, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni, môn đồ pháp quyến và đạo tràng Phật tử đồng về tham dự. Tại buổi lễ, thay mặt môn đồ pháp quyến, sư cô Thích Nữ Diệu Nga dâng lời tác bạch và cung tuyên tiểu sử ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố ni sư Thích Nữ Huệ Hoàng và dành cho đạo pháp. Ni sư Thích Nữ Huệ Hoàng thế danh Nguyễn Thị Quy, sinh năm 1941 tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Năm 1994, ni sư xuất gia tại chùa Khánh Quang, thành phố Cần Thơ với cố hòa thượng bổn sư là Hòa Thượng Thích Huệ Thành. Năm 1996, ni sư về chùa Tam Bảo tại Nha Mân, tỉnh Đồng Tháp, tu học pháp môn Tổ sư Thiền, tham thoại đầu cùng đại chúng dưới sự hướng dẫn của cố Hòa Thượng Thiền sư Thích Duy Lực. Đến năm 1997, thọ sa di giới tại chùa Chuông, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đến năm 2003, ni sư thọ cụ túc giới tại chùa Khánh Quang, thành phố Cần Thơ. Sau khi thụ giới cụ túc, ni sư được dự vào hàng tăng bảo với trọng trách thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, tiếp tục phát huy Phật tính sẵn có nơi mình. Trong thời gian hành đạo, ni sư cũng đã đi tham dự các khóa tu các nơi tham tổ sư thiền. Một thời gian sau, ni sư về chùa Long An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, ở cùng với người con gái thứ sáu là sư cô Thích Nữ Diệu Nga. Cho đến khi tuổi cao, ni sư về đạo tràng tịnh thất Huỳnh Quy do người con trai út là Đại Đức Thích Minh Nhật tại nước nhà thành lập, sống tu học cho đến ngày viên tịch. Ni sư thu thần viên tịch vào ngày 28 tháng 2 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 30 tháng 3 năm 2022, trụ thế 82 năm với 20 hạ lạp. Cùng ngày, Đại Đức Thích Minh Nhật, trưởng ban Ban nghi lễ do Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang cùng Hội Thiện nguyện chùa Phước Huệ, nhóm Mạnh Thường Quân Tịnh Tâm Nguyễn và Mạnh Thường Quân Hưng Phát Lý đã trao tặng 200 phần quà đến bà con khiếm thị trên địa bàn. Được biết các phần quà gồm gạo, mì, sữa, đường với tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng. Hòa chung không khí đón chào ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, tăng ni cư sĩ Phật tử Việt Nam vân tập tại các trụ xứ đã long trọng kỷ niệm sự kiện trọng đại này với tâm thành kính nhất. Dịp này, các nghi lễ tắm Phật được tổ chức trang nghiêm trọng thể tại khắp các ngôi chùa trên thế giới.
hòa cùng niềm vui đó, mừng ngày Phật đản trên khắp mọi miền Tổ quốc tại chùa Phúc Hưng, thôn Cẩm Hà, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn vào ngày 1 tháng 5 vừa qua, tức ngày 1 tháng 4 năm Nhâm Dần, đã trang nghiêm kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh thị hiện Sa Bà, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Tại buổi lễ, chư tôn đức Phật tử nhân dân đã dâng hương và cử hành nghi thức tắm Phật trong tinh thần trang nghiêm, thành kính, hòa hợp trong ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca. Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức và Phật tử về dự đã thả hoa đăng, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, dịch bệnh được đẩy lùi. Thưa quý vị, từ bao nghìn năm nay, hình ảnh ngôi chùa, tiếng chuông đã khắc sâu vào tâm hồn của người con Phật. Dù đi đâu hay ở đâu, hình ảnh ấy và âm thanh ấy luôn nhắc nhở thôi thúc chúng ta nhớ về nguồn cội tâm linh. Vào sáng ngày 30 tháng 4 vừa qua, tức ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Dần, chùa An Sơn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã trang nghiêm làm lễ chú nguyện, rót đồng đúc đại hồng chung nặng 1,5 tấn. Đại hồng chung là một trong những pháp khí linh thiêng của Phật giáo, giúp người mê thức tỉnh trong nẻo luân hồi. Quang Lâm chứng minh buổi lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung có Hòa Thượng Thích Hạnh Lạc, Hòa Thượng Thích Trí Thắng, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, Hòa Thượng Thích Thông Hội, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại Đức Thích Thông Huy, Phó trưởng Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chư Tôn Đức Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Đức Phổ, cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đồng về tham dự. Trải qua thăng trầm lịch sử, theo thời gian, chùa An Sơn đã xuống cấp, nhiều năm không có vị trụ trì trông coi tam bảo và hướng dẫn Phật tử tu học. Trước thực trạng này, tín đồ Phật tử địa phương đã thỉnh Đại Đức Thích Tâm Khuyến về trụ trì ngôi chùa thôn quê nhiều khó khăn này. Với chí nguyện của người xuất gia, mong mỏi làm cho giáo hội trang nghiêm, chánh pháp được lan truyền, Đại Đức trụ trì đã vận động Phật tử xa gần phát tâm hỷ cúng tịnh tài đúc đại hồng chung với trọng lượng 1,5 tấn. Đại Đức Thích Tâm Khuyến, trụ trì chùa An Sơn cung thỉnh Chư Tôn Đức Quang Lâm niềm hương bạch Phật, tác pháp sái tịnh. Tiếp đó đại chúng trì tụng chú Đại Bi, hiệp lực nguyện cầu mười phương chư Phật, Bồ Tát, lòng thiền hộ pháp, gia hộ cho pháp sự của chùa An Sơn được thành tựu viên mãn. Thưa quý vị, vào chiều ngày 30 tháng 4 vừa qua, tại chùa Bằng số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ hàng thuận cho 5 đôi bạn trẻ Lê Thành Công pháp danh Minh Đạt và Nguyễn Thúy Hưởng pháp danh Hải Tâm, Phùng Văn Cường pháp danh Minh Thịnh và Trần Thanh Trà pháp danh Diệu Hương, Nguyễn Đăng Minh pháp danh Chí Minh và Nguyễn Thị Chi pháp danh Tịnh Chi, Đặng Đức Trung pháp danh Minh Hải và Vũ Đặng Diệu Phương pháp danh Diệu Đức, Lê Ngọc Quang pháp danh Minh Hiển và Ngô Hạnh Nguyên pháp danh Diệu Đại. Dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự chứng minh của Hòa Thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm và Chư Tôn Đức Tăng Bản Tự cùng sự tham dự của họ hàng hai bên gia đình, năm đôi bạn trẻ đã kết duyên vợ chồng. Trước khi cử hành nghi lễ hàng thuận, năm đôi bạn trẻ đã được Hòa Thượng trụ trì và Chư Tăng tác pháp quy y tam bảo và trao truyền ngũ giới để làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại. Năm đôi tân lang tân nương đã được lắng nghe Hòa Thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng trong kinh Thiện Sinh. Hòa Thượng khuyên tấn năm đôi tân lang tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền dề thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. Trong không gian thiêng liêng, năm đôi bạn trẻ đã trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng minh chúc phúc của Chư Tôn Đức, cùng lễ tạ tam bảo, tạ ơn cha mẹ và hành lễ với nhau tôn trọng sự bình đẳng. Trước tam bảo, các đôi bạn trẻ đã đối trước Chư Tôn Đức đọc lời thệ nguyện kết hôn. Cuối buổi lễ, Hòa Thượng trụ trì cùng Chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng đã thành kính làm lễ niềm hương bạch Phật, chúc phúc cho năm đôi trẻ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thề. Thưa quý vị, tại thành phố Tam Kỳ, bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động có thu nhập thấp, đều được dùng cơm chay miễn phí tại quán chay Âu Lạc, số 16/6 Nguyễn Dục, thành phố Tam Kỳ. Đây là một hoạt động từ thiện hết sức nhân văn do Hội Từ Thiện tỉnh Quảng Nam và nhóm thiện nguyện TNT cùng quý Phật tử kết hợp thực hiện. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng cũng trở nên rất vui đối với ông Ung Xuân Tị, người bán vé số trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Hơn một năm nay, ông Tị là người thường xuyên đến nhận cơm tại quán chay Âu Lạc, số 16/6 Nguyễn Dục, thành phố Tam Kỳ. Bởi nhà ông ở Tam Đàn, huyện Phú Ninh, việc di chuyển từ Tam Kỳ về Phú Ninh để ăn trưa đối với một người khuyết tật như ông là điều gần như không thể. Quán chay Âu Lạc và chương trình cơm chay không đồng mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần,
phục vụ miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, đã giúp cho việc đi làm mỗi ngày của ông Tị càng thêm vui, vì ông có thể tiết kiệm được tiền cơm và cũng không phải chịu cảnh ăn cơm một mình. Tiền cơm cứ nhận hàng ngày đó là cũng được, cũng vui mừng thôi. Anh em cũng tới đây đều đều ấy mà. Bỏ chơi phế liệu đồ chị thôi tùm lum với số. Lồn mấy chị nó đem cơm không kịp luôn. Cơm ăn đó là đỡ đó là quá quý rồi chứ ngon vậy chơi. Nhưng tôi cũng mừng quá. Cũng như ông Tị, ông Nguyễn Văn Thiên, ngụ tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, người đồng nghiệp cùng cảnh ngộ, cũng đã trở thành một thực khách quen thuộc của quán chay. Hầu hết thực khách của quán chay Âu Lạc là các cô chú bán vé số, thu gom ve chai, người lao động có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Ở dưới này đi lộn, nương mọi cũng mua lá ăn ấy, cho ăn ấy. Ăn ngon lắm. Từ tháng 3 năm 2021, với tâm nguyện giúp đỡ những người lao động nghèo trên địa bàn thành phố Tam Kỳ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Hội Từ Thiện tỉnh Quảng Nam phối hợp với các nhóm thiện nguyện xây dựng chương trình cơm chay không đồng tại quán chay Âu Lạc. Đến nay, trải qua hơn một năm hoạt động, cơm chay không đồng đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với bà con nghèo đang mưu sinh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Ông Trần Hồng Phúc, Chủ tịch Hội Từ Thiện tỉnh Quảng Nam cho biết. Lúc ban đầu chúng tôi cũng nghĩ là mọi cái việc có thể là thuận lợi hoặc là khó khăn nhiều lắm. Nhưng mà phải nói rằng trong hơn một năm qua thì chương trình này nó cũng chạy xuyên suốt, được rất là nhiều mạnh thường quân, nhiều nhà hảo tâm đã cùng chung tay với chúng tôi chia sẻ. Ban đầu thì gặp những cái khó khăn nhất định, nhưng rồi cũng vượt qua. Và hy vọng rằng trong thời gian đến đó, để mà chương trình được duy trì lâu dài, đừng có bị đứt quãng, và duy trì thường xuyên, cũng giống như ban đầu là chúng tôi dự kiến chỉ có 3 ngày thôi trong tuần, tức là 24/6 thôi. Nhưng mà sau này kết nối thêm được với cái nhóm thiện nguyện TNT, rồi thậm chí là có một cái nhóm khác anh em cũng muốn giúp luôn cho trọn luôn trong tuần luôn. Nhưng mà do quán là nghỉ ở ngày Chủ nhật đó, cho nên chúng tôi chỉ làm từ thứ hai đến thứ bảy. Và tôi hy vọng rằng cái chương trình này nếu như được loan tỏa, nhiều mạnh thường quân, nhiều nhà hảo tâm biết yêu thương đến vấn đề mà những người khó khăn bất hạnh, và hữu duyên là có được bữa cơm chay để có cái tâm nguyện cho những người khác, thì chúng tôi hy vọng rằng quý vị cũng có thể chung tay đóng góp với chúng tôi cho chương trình này được duy trì thường xuyên. Để có được những phần cơm chay không đồng thơm ngon, đảm bảo chất lượng, gần chục thành viên mạnh thường quân, kẻ gốc của người góp công, từ sáng sớm đến ban trưa tận tay làm từng công việc trong khâu chế biến thức ăn, như trở thành những chú ong chăm chỉ cần mẫn, không ngại vất vả khó nhọc. Nguyên liệu nấu ăn đều được chọn lựa kỹ lưỡng, sạch sẽ và đảm bảo an toàn thực phẩm. Từng phần cơm chay gửi trao đến tận tay người nhận, không chỉ thơm ngon mà còn mang cả sự ân cần, quan tâm với nụ cười thân ái đầy hoan hỷ giữa người cho và người nhận. Hạnh phúc lắm, không hạnh phúc nào bằng. Bởi vì rằng là hạnh phúc còn khó gọi tên và khó đặt tên. Nhưng hạnh phúc của chúng tôi trong cái nhóm thiện nguyện TNT gồm có 3 người, đó là cô Thiện, anh Nam đang ở Sài Gòn và tôi, gọi là nhóm thiện nguyện TNT. Vậy thì chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Cứ nhìn cái cảnh mà trưa nào họ cũng cơm đùm cơm bởi, họ đi giữa đường, họ lật ra ăn ngoài hè phố. Thấy cái cảnh đó chúng tôi cảm thấy rất là thương xót. Cho nên là chúng tôi hợp tác với anh Thanh ở đây để mà hỗ trợ cơm cho người nghèo. Nhìn cái cảnh mà họ vào ăn mặc như thế này, có bồn rửa tay như thế này, và đặc biệt là có chỗ vệ sinh. Vì mấy hôm là họ không có chỗ để vệ sinh, họ phải vô quán cà phê xin hoặc vô nhà nào xin đó, bị la lên la xuống tồi lắm. Ở đây mình là nước sẵn, khu vệ sinh sẵn, nước uống sẵn, cho nên là nhìn mọi người tôi hạnh phúc lắm. Của cho không bằng cách cho. Mỗi lần đến quán Âu Lạc, những người lao động nghèo, khuyết tật đều được các nhân viên quán tiếp đón tử tế, mời cơm nước chu đáo, và còn có thể đăng ký những suất cơm chay mang về cho những người bạn khác khi không tiện di chuyển đến tận nơi. Trong hơn một năm qua, ban tổ chức chương trình cơm chay không đồng, quán chay Âu Lạc đã trao hàng chục ngàn suất cơm phục vụ tại chỗ và còn mang cơm đến trao tặng cho bệnh nhân tại nhiều bệnh viện trong tỉnh, tặng cơm chay tại các khóa tu. Cùng đó, Hội Từ Thiện tỉnh Quảng Nam, Hội Thiện Nguyện TNT và các nhóm thiện nguyện khác cũng phối hợp thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, trao tặng quà ý nghĩa cho bà con mỗi dịp Tết đến xuân về, thiên tai bão lũ.
với nhiều điều phải lo lắng và suy nghĩ. Dù là công việc nào thì các thành viên cũng dùng tâm mình để gắn bó và duy trì. Về nhóm của chúng tôi đó thì phần nhiều là tu ở nhà, gọi là tu tại gia, chúng tôi ăn chay trường. Và là 6 năm qua chúng tôi đã tổ chức được một cái công việc mà chúng tôi rất là tâm đắc, đó là tổ chức khóa tu cho người mù vào ngày 29 hàng tháng. Chúng tôi đã tổ chức 6 năm như vậy tại tỉnh xã Ngọc Kỳ. Và hôm nay tỉnh xã Ngọc Kỳ đang làm, thế cho nên chúng tôi lại xin tạ túc ở chùa Đạo Nguyên. Vậy thì cứ mỗi tháng như rửa những người mù, những người tàn tật, những người già néo đơn á, họ tập trung vào ngày 29 để rồi họ cùng nhau được tu tập, họ cùng nhau được tâm sự, họ cùng nhau được ăn một bữa cơm trưa. Và buổi chiều về họ lại cùng nhau có được một món quà. Món quà đó thường là 25 đến 30 ngàn, có thể là một cái lon sữa, vài gói bánh để cho những người neo đơn khuya họ có một cái bữa ăn khuya. Thì chúng tôi đã làm được 6 năm như thế và rất là vui, bởi vì rằng là khi họ gặp nhau, nhất là những người mù, họ gặp nhau bước thấp, bước cao, rồi họ gặp nhau không thấy được nhau nhưng mà họ vẫn nhận ra nhau qua tiếng nói, qua giọng cười, qua từng cái bước đi, và họ về họ hoan hỷ lắm. Cho nên cái điều này chúng tôi rất là hạnh phúc, chúng tôi rất là tôn quý Đức Phật Thích Ca. Cho nên là chúng tôi học theo hành của Ngài, hành của Quán Thế Âm. Và mỗi lần tổ chức được như thế là chúng tôi thấy được một ngày an lạc. Chúng tôi thấy rằng tất cả mọi người đều an lạc, đều rất là hạnh phúc. Nếu phải kể đầy đủ những việc của Hội Từ Thiện tỉnh Quảng Nam và các nhóm thiện nguyện đã làm thì không lời nào có thể kể hết. Đó là những đóng góp lặng thầm, thể hiện từ lòng từ bi mà trong Phật giáo Đức Phật thường chỉ dạy. Mong sao chương trình Cơm Chay Không Đồng ý nghĩa thiết thực này sẽ có được thuận duyên, kết nối với nhiều nhà hảo tâm để có thể tiếp tục duy trì bữa ăn hàng ngày cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn được ấm lòng. Quý vị vừa theo dõi phần tin Phật giáo trong nước. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với phần tin Phật giáo quốc tế. Thưa quý vị, một trung tâm thiền Phật giáo đã chính thức được thành lập tại Dublin bởi Myojan Kodo Kinroy, một nhà sư Phật giáo Soto Zen, theo dòng truyền thừa của Nisijima Roshi và cũng là người hướng dẫn của trung tâm thiền Dublin này. Trung tâm thiền đã được ổn định sau nhiều năm di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nhà sư Myojan Kodo Kinroy đã hoàn thành nghi lễ di sản Pháp của mình tại Hội nghị Hiệp hội Phật giáo thiền Soto tại Maple Lake, Minnesota vào năm 2016. Đồng thời, ông cũng là chủ tịch sáng lập của Liên minh Phật giáo Ireland và phục vụ trong diễn đàn Liên tôn thành phố Dublin đại diện cho Phật giáo. Khi chia sẻ về việc thực hành thiền, Myojan Kodo Kinroy đã nói rằng tâm và thân của chúng ta dao động suốt cả ngày, nhưng với nền tảng của thực hành thiền sẽ mang lại sự chánh niệm trong hiện tại, có mặt với những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Theo số liệu gần đây, có khoảng 10.000 Phật tử ở Ireland, con số này tăng 11% so với năm 2011 và tăng 43% so với cuộc điều tra dân số năm 2006. Nhiều người tin rằng con số chính thức là thấp. Ngoài trung tâm thiền ở Dublin, còn có một số trung tâm Phật giáo và đền thờ khác đại diện cho các truyền thống khác nhau, từ Theravada đến Tây Tạng. Hầu hết các truyền thống Phật giáo cũng có các trung tâm và học viên ở những nơi khác trong nước. Trung tâm thiền Dublin cũng có sự tham gia của thành viên thực hành tại các quận Mayo, Donegal và Kinra. Koryo Sinso, một Phật tử đã thực hành Phật giáo trong nhiều thập kỷ, kể lại những khó khăn trong việc tìm kiếm thiền sư hướng dẫn ở Ireland. Ông chia sẻ rằng, trong thời gian qua, ông chỉ được tiếp cận với các thiền sư thỉnh giảng khi họ có dịp ghé thăm, và ông rất vui mừng khi tại Ireland có một trung tâm thiền được hình thành. Sư Myojan Kodo cho rằng Phật giáo là một truyền thống tâm linh không tập trung vào một vị thần hay vị sáng tạo nào hết, mà chúng ta phải tập trung vào việc thực hành để mang lại kết quả tốt nhất. Và trong tương lai, trung tâm thiền Dublin có thể là một nơi tĩnh lặng, thiêng liêng có sẵn cho tất cả người dân Ireland tại đây. Cuối chương trình, mời quý vị cùng theo dõi điểm tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đức
và quý vị sức khỏe, an lành, mọi Phật sự đều hanh thông viên mãn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin thời sự 20 giờ tối mai. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.